Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang điều tra xác minh nguyên nhân dẫn đến việc chị NTTH, sinh năm 1996, trú tại thành phố Đà Lạt, tử vong trong tư thế treo lơ lửng trên giải dây tập bằng giải tại một phòng yoga trên đường Phạm Hồng Thái, phường 10, thành phố Đà Lạt. Mới đây, chị BTC, sinh năm 1985, tú đại, trú tại đường Trần Quý Cáp, phường 9, thành phố Đà Lạt, tới phòng tập trên thì phát hiện chị NTTH đã tử vong tại phòng tập. Tại hiện trường, chị H bị chảy dây tập bằng giải, có đầu mối treo trên xà nhà, thắt siết ngang bụng, hai chân sắp chạm tới mặt sàn. Chị H là người luyện tập yoga từ nhiều năm qua. Hiện chị đang chuẩn bị thi cấp chứng chỉ hành nghề huấn luyện viên của bộ môn này.